giai đoạn làm đồng đến chỗ chính trong quá trình hình thành số hạt và chất lượng hạt. Để có năng suất cao thì vấn đề cung cấp dinh dưỡng và bảo vệ bộ lá đồng trước sự tấn công của sâu bệnh hại như sâu cuốn lá, bệnh đầu ôn, vàng lá, bạc lá, lem lép hạt là biện pháp hiệu quả. Xin kính chào quý khán giả và nhà nông đang theo dõi chuyên đề Sức mạnh sinh học, chuyên đề cung cấp nhiều giải pháp canh tác nông nghiệp bền vững của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tân Thành. Thưa quý khán giả, lá đồng xanh lý tưởng lâu bền, lúa chắc tới cậy, hạt vàng sáng mẩy chắc hẳn là mục tiêu cuối vụ của tất cả nhà nông. Trong điều kiện canh tác gặp những bất lợi về dịch bệnh và thời tiết thì cách quản lý để bộ lá đồng nguyên dạng và xanh bền bỉ giai đoạn lúa công trái me sẽ góp phần đem lại vụ mùa bội thu. Một vài ý kiến của nông dân sau đây sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về vấn đề này. Nếu mà thời tiết đất lại thì nó không có quan hợp giữa lá mình tốt, nó không bao giờ nó chắc được tới cậy. Thì nếu giữ cái lá đồng đẹp thì lúa nó mới đẹp được. Nó mới lúa mới vô mới chắc hạt. Nếu mà lá đồng mà nó hư rồi á, nó trên lệch thì chắc cũng cỡ khoảng giả tỷ nhiêu tấn, mà nếu mà lá đồng nó hư rồi tuột xuống chừng cỡ khoảng chừng 700-800 kg gì thôi. Kính thưa quý bà con, cây lúa bước vào giai đoạn chậu chín thì để đảm bảo được năng suất, bà con chúng ta cần phải quan tâm một số vấn đề sau. Thứ nhất là bước vào giai đoạn chậu chín thì cái quá trình lão hóa của cây lúa nó sẽ diễn ra. Thứ hai đó là cái các cái đối tượng côn trùng, dịch hại cũng như là sự thay đổi của thời tiết nó sẽ ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của cây lúa. Cái thứ ba đó là chúng ta cần phải làm sao cho cái quá trình giào gạo của cây lúa được diễn ra tối đa và liên tục. Giai đoạn lúa công trái me, bộ rễ không còn phát triển, lá đồng đóng vai trò chính cung cấp dưỡng chất để nuôi hạt. Trong tiến trình sinh lý tự nhiên của cây lúa làm lá đồng dễ bị xuống màu ở thời kỳ này. Theo kinh nghiệm một số nông dân, việc bổ sung dưỡng chất bằng các sản phẩm sinh học vừa giúp kéo dài tuổi thọ lá đồng. Chương trình có cuộc trao đổi chi tiết hơn với các nhà nông ở huyện Dòng Tiền, tỉnh Kiên Giang về vấn đề này. Thưa chú và anh, thì hôm nay mình sẽ trao đổi với nhau về một số cái giải pháp kỹ thuật để mà giúp cho cái lúa mình nó đạt được năng suất cao ở cuối vụ. Thì hiện tại là các cái nhà lúa đang vào giai đoạn chỗ đến chín. Thì thưa chú, thì khi mà lúa mình rơi vào giai đoạn là chỗ chín thì thường là chú sẽ quan tâm đến những cái vấn đề gì là trọng tâm? Tôi quan tâm là lá đồng xanh đứng. Còn anh thì như thế nào ạ? Tôi là xem là mình coi cổ bông đồ với hột mình nó có đẹp không. Theo chú thì vì lý do gì mà chú quan tâm nhiều đến cái lá đồng? Lúc đó là nó bổ sung cho bông lúa cho vô gạo. Nếu lá đồng mà nó không có được tốt thì cái bông lúa mình đâu có được chắc hạt. Như vậy thì theo chú thì những cái yếu tố nào nó sẽ tác động đến cái làm ảnh hưởng đến cái lá đồng của mình? Thì mình cũng phải coi đi phân cho nó cân đối, không cho nó thừa phân quá. Thì nó mới bổ sung được cây lúa, nó như phân quá thì lúa nó bông cái lá đài nó đâu có được tốt, lá đồng nó không tốt. Như chú nói là phải bảo vệ được lá đồng xanh đứng. Như vậy là theo anh là khi mà lúa vào giai đoạn làm đồng mà mình bảo vệ được lá đồng nó xanh đứng như vậy thì nó giúp ích được cho cái lúa mình cái gì ạ? Dạ, năng suất nó cao thì nó vô hạt mình nó chắc đều là năng suất nó phải cao. Ngoài cái mình quan tâm chăm sóc cái lá đồng cũng như là khi mà mình muốn cho cái lúa của mình nó giàu gạo được chắc cậy hạt mẩy thì theo bà con mình thì mình sử dụng những cái kỹ thuật nào? Thì mình xịt thuốc kích thích cho lúa chỗ gỗ chỗ mau cho nó vô gạo thật mau. Như vậy thì theo bà con mình ở đây là cái giải pháp mà bà con chúng ta thường xài đó là cái gì? Thì theo hàng năm là tôi xài lúc lúa tôi là chỗ đều cuối xuống là tôi xịt La Cacioto. Nhìn thấy màu đẹp sáng luôn. Mà xịt nó thì giữ cái lá đồng rất là ok rồi, nhưng mà là một cái là năng suất nó là tới chín luôn, là không bao giờ sợ nhóc lúa. Cái vấn đề mà chú tâm đắc nhất khi mà mình xài La Cacioto là như là ở cái điểm nào chú ạ? Tôi xịt La Cacioto vô nhìn thấy lá đài đẹp màu sáng, rồi vài ngày sau tôi ra ruộng mà nhìn thấy gạo nó vô là tới cậy là có sữa, bóp ra sữa luôn, là tất nhiên là nó không có lép luôn.
Vô gạo tới cậy luôn. Vậy thì bà con mình á, là trong thời gian qua đã tin tưởng và đã sử dụng sản phẩm La Casoto 4SB của công ty Thịnh Thành. Như vậy thì bà con mình có thể chia sẻ cái cách để làm sao và mình mua được cái sản phẩm La Casoto chính hiệu của Thịnh Thành. Tôi thì nông dân, tôi không biết, tôi lại mấy cửa hàng đại lý đặc biệt uy tín của tôi thường mua, là tôi mua mấy chỗ hàng uy tín là tôi thường dùng là ngay cửa hàng tôi mua. Vậy còn anh thì sao ạ? Tôi phải lại là tên của nó là đặc biệt là La Casoto của công ty Tân Thành là tôi mới mua, còn nếu hàng không đúng hiệu là không mua. Cảm ơn chú với anh đã chia sẻ những cái kinh nghiệm để chọn những cái sản phẩm tốt, những sản phẩm đúng và những cái giải pháp để giúp cho bà con chúng ta được gia tăng cái năng suất lúa, giúp cho bà con chúng ta có được cái lợi nhuận cao. Xin cảm ơn anh chú rất là nhiều. Kính thưa quý bà con, để đạt được cái năng suất cao vào cuối vụ thì bà con chúng ta, nhiều bà con chúng ta là mong muốn nó làm sao để cho lúa chúng ta nó vào chắc tốt, tỷ lệ hạt chắc cao, hạt no mẩy. Thì để đạt được cái điều đó thì bà con chúng ta cần phải chuẩn bị tốt ngay từ cái giai đoạn làm đồng để nó quyết định được cái số hạt trên bông. Còn khi chúng ta giai đoạn lúa trổ thì chúng ta phải làm sao để bảo vệ được cái lúa chúng ta, bảo vệ cái hạt lúa không có bị sự tấn công của các cái dịch bệnh như là bệnh lem lép hạt, các cái côn trùng như là rầy nâu hay là sâu cuốn lá. Đặc biệt đó, bà con chúng ta cần phải quan tâm rất nhiều đến cái chế độ dinh dưỡng để làm sao để mà cung cấp đủ cái dinh dưỡng cho cây lúa. Song song bên cạnh đó, chúng ta cần phải quan tâm bằng mọi giá chúng ta phải bảo vệ được cái bộ lá đồng. Ở giai đoạn lúa chúng ta từ trổ cho đến chín thì cái lá đồng nó quyết định đến cái năng suất. Cái giai đoạn này lá đồng nó là chịu hầu như là trên 80% cái nguồn năng lượng để mà vào trong hạt lúa của bà con. Bảo vệ được cái lá đồng là tức là chúng ta đang bảo vệ được cái năng suất lúa. Trong cái giai đoạn này, bà con chúng ta cần phải ưu tiên những cái sản phẩm có nguồn gốc từ sinh học, hay là bà con chúng ta cần phải lựa chọn những cái sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng của những cái đơn vị có uy tín, tránh sử dụng những cái sản phẩm trôi nổi, những cái sản phẩm mà không rõ nguồn gốc, những cái sản phẩm mà khi phun cái giai đoạn này nó ảnh hưởng đến sự sinh trưởng cây lúa, tác động xấu đến cái lá đài cũng như là tạo nên cái sự tích nước, sự trương nước. Khi bà con chúng ta thu hoạch thì nó lại gây nên cái sự mất nước, thì cái hạt nó nhăn nheo, và đặc biệt là nó sẽ ảnh hưởng đến cái chất lượng hạt gạo khi mà chúng ta xay sát, nó gây hạt gạo chúng ta nứt gãy. Để đáp ứng được cái mong mỏi của bà con, để mà đảm bảo được cái sự sinh trưởng ổn định cũng như là giữ được cái màu xanh mã chanh của lá đài, tạo được cái sự thuận lợi cho cái quá trình quang hợp để tạo được nhiều đường bột, cũng như là vận chuyển được cái kết quả của quá trình quang hợp đường bột đi vào trong cái hạt lúa chúng ta được chắc mẩy, đặc biệt là nó sẽ thúc đẩy những cái hạt ở trong cậy được vào chắc. Thì công ty Tân Thành chúng tôi giới thiệu với bà con một cái sản phẩm mà đã được nhiều bà con chúng ta tin tưởng trong nhiều năm qua, đó là cái sản phẩm La Casoto 4SB. La Casoto 4SB là sản phẩm có 100% nguồn gốc từ tự nhiên, sản phẩm không chứa đạm và sản phẩm không phải là phân bón lá. Khi sử dụng cái sản phẩm này trên lúa thì bà con chúng ta sẽ thấy được rằng đó, nó sẽ đầu tiên nó sẽ làm cho cái quá trình lão hóa cây lúa chúng ta chậm, từ đó nó sẽ duy trì được cái màu xanh của cái lá đài, cũng như là thúc đẩy được cái quá trình quang hợp của cái lá đài được diễn ra một cách thuận lợi và tối ưu nhất, từ đó nó sẽ tạo ra được nhiều cái đường bột, cũng như là cái tăng cường sự trao đổi chất, cho nó vận chuyển kết quả của quang hợp đường bột vào trong cái hạt lúa chúng ta được đầy đặn và chắc cậy. La Casoto 4SB là sản phẩm sinh học, do đó không gây nóng lúa, không tạo cái dư lượng ở trong nông sản, không ảnh hưởng đến cái sức khỏe của người tiêu dùng cũng như là cái người phun xịt. La Casoto 4SB giúp cho cái lá đài lúa được duy trì màu xanh bền bỉ, từ đó nó đảm bảo cái quá trình giào gạo được diễn ra một cách liên tục, giúp cho lúa chắc cậy, hạt mẩy, từ đó nó góp phần gia tăng năng suất cho quý bà con. Cụ thể như trên một cái bông lúa mà chúng ta tăng được một hạt thì nó sẽ góp phần tăng lên là 100 kg trên một hecta. Nếu như chúng ta tăng được 5 hạt lúa trên một cái bông lúa thì nó sẽ gia tăng là 500 kg trên một hecta. Khi sử dụng La Casoto 4SB sẽ không gây nên cái hiện tượng nhót lúa, do La Casoto 4SB là thúc đẩy quá trình giào gạo bằng tinh bột thật sự, không phải là hiện tượng tích nước hay là no giả.
từ đó nó sẽ không gây nên cái hiện tượng gãy hạt gạo khi xây sát. Từ những cái công dụng ưu việt giúp cho bà con chúng ta gia tăng được cái năng suất lúa, từ đó Lakasoto 4SB đã tạo được sự tin tưởng của nhiều bà con trên nhiều khu vực trong những năm qua. Và cũng từ đó thì trên thị trường đã xuất hiện những cái sản phẩm giả, nhái, những sản phẩm phân bón lá trôi nổi trên thị trường. Đây là những sản phẩm không phải là sản phẩm sinh học. Do đó khi bà con chúng ta lựa chọn sản phẩm Lakasoto 4SB, bà con chúng ta cần phải lựa chọn đúng sản phẩm tên đầy đủ là Lakasoto 4SB. Có logo công ty Tân Thành ở phía trước và phía sau là phân phối tại Việt Nam là do công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tân Thành phân phối, mới đúng là sản phẩm Lakasoto chính hiệu của công ty Tân Thành. Khi sử dụng Lakasoto 4SB sẽ giúp cho bà con chúng ta gia tăng được năng suất lúa, hạt sáng mẩy, từ đó sẽ bán được giá cao, giúp cho bà con chúng ta tăng được cái lợi nhuận. Với cái liều lượng sử dụng là Lakasoto 4SB là 18g cho bình 25 lít. Kính chúc quý bà con chúng ta được một vụ mùa thắng lợi và bội thu. Tôi thấy xài Lakasoto á thì nó không bao giờ nhóc lúa, và tí mình cắt trễ 1-2 ngày cũng vẫn bình thường, vẫn nặng ký, vẫn bình thường. Tôi xài nó lâu rồi đó, nhưng mà tại người ta thấy người ta xài được thì người ta cũng vẫn là tiếp tục người ta xài, nhưng mà thấy là mấy năm nay là nó cũng rất đạt và hiệu quả rất cao. Bởi vì tôi tên đắt cái Lakasoto này. Tôi xài Lakasoto mấy vụ nay là tôi thấy là đạt đó. Lúa tôi cân là thấy nặng ký. Nhìn thấy bạn hàng thương lái lại mua là nhìn ra nhìn đồng là nó mê, nó không có chê được gì hết. Bây giờ là thời gian dành cho tiểu mục câu hỏi hay nhận quà ngay. Tuần qua chương trình nhận được rất nhiều câu hỏi hay của nhà nông ở nhiều tỉnh thành gửi về. Trong số phát sóng ngày hôm nay, ban biên tập lựa chọn câu hỏi hay của khán giả Trương Văn Công tại Bến Tre với số điện thoại cuối là 400. Khán giả hỏi như thế này: hiện tại tôi thấy trên thị trường có nhiều sản phẩm không rõ nguồn gốc. Nhờ kỹ sư chia sẻ cách nhận dạng đúng sản phẩm Lakasoto 4SB của công ty Tân Thành. Dạ, xin mời anh Trường ạ. Cảm ơn anh Công đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm Lakasoto 4SB của công ty Tân Thành. Thì hiện tại trên thị trường có nhiều cái sản phẩm phân bón lá, những cái sản phẩm chứa đạm trôi nổi trên thị trường. Do đó để cho giúp cho bà con chúng ta chọn đúng cái sản phẩm Lakasoto 4SB của công ty Tân Thành, thì đầu tiên bà con chúng ta nên mua cái sản phẩm tại những cái đại lý trong hệ thống của công ty Tân Thành. Thứ hai là về nhận dạng thì sản phẩm Lakasoto 4SB của công ty Tân Thành là sản phẩm có nguồn gốc sinh học, không phải là phân bón lá, không chứa đạm. Về nhận dạng thì tên đầy đủ là Lakasoto 4SB. Mặt trước là có logo của công ty Tân Thành, mặt sau phân phối tại Việt Nam là công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tân Thành. Với những cái thông tin chia sẻ vừa rồi, hy vọng rằng anh Công cũng như nhiều bà con chúng ta lựa chọn đúng được cái sản phẩm Lakasoto 4SB chính hiệu của công ty Tân Thành, để giúp lúa bà con chúng ta chắc cậy đề bông, không lo nhót lúa. Dạ, cảm ơn anh Trường với những chia sẻ vừa rồi. Và xin chúc mừng khán giả nhận được một phần quà đặc biệt là một bộ sản phẩm sức mạnh sinh học của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tân Thành. Quý khán giả, hy vọng với những chia sẻ của kỹ sư Huỳnh Nhật Trường và nhà nông trong chương trình, nông dân sẽ chăm sóc tốt ruộng lúa nhà mình, nhất là giai đoạn bảo vệ bộ lá đồng, vô gạo liên tục, giúp đạt năng suất chất lượng đến cuối vụ. Đến đây, thời lượng dành cho chuyên đề sức mạnh sinh học kỳ này cũng xin được tạm dừng. Chân thành cảm ơn công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tân Thành phối hợp đài phát thanh và truyền hình tỉnh Hậu Giang thực hiện chuyên đề này. Cảm ơn quý khán giả và nhà nông quan tâm theo dõi trong những phút vừa qua. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tân Thành hân hạnh đồng hành chương trình này. Sản phẩm sinh học Lakasoto 4SB dùng cho giai đoạn lúa công trái me, giúp lá đồng xanh bền bỉ, vô gạo liên tục, tăng tỷ lệ hạt chắc trên bông, giúp gạo vô chắc tới cậy, không nhót lúa. Nhận diện Lakasoto 4SB chính hiệu Tân Thành, quý bà con lưu ý hãy nhìn mặt sau gói thuốc đúng tên chính xác. Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tân Thành phân phối tại Việt Nam mới là hàng chính hiệu. Lakasoto chắc cậy đầy bông, không lo nhót lúa.